Ngày 7/4/2021, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện đã kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm da nổi cục ở châu bò tại hai xã Nhân Mỹ và xã Phong Phú. Theo tổng hợp của các địa phương, tính đến ngày 9/4, bệnh viêm da nổi cục trên châu bò đã xuất hiện ở 9 trên 16 xã thị trấn với 297 con châu bò bị nhiễm bệnh và đã có 5 con bị chết. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện Tân Lạc đang tập trung chỉ đạo các địa phương huy động tổng lực để dập dịch. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh viêm da nổi cục ở châu bò, tổ chức kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm các hoạt động giết mổ, kinh doanh, mua bán, vận chuyển trái phép châu bò và sản phẩm từ châu bò. Đồng thời, hướng dẫn các hộ cơ sở chăn nuôi châu bò áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện nuôi nhốt châu bò không thả rông trong vùng dịch, thường xuyên vệ sinh sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, phun thuốc diệt các loại côn trùng như ruồi, nhặng, muỗi, ve, mòng để tiêu diệt mầm bệnh và tác nhân truyền bệnh. Đối với địa phương có ổ dịch chưa qua 21 ngày, cần tập trung mọi nguồn lực để tổ chức phòng chống, khống chế hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Qua kiểm tra trực tiếp tại hai đơn vị, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn và các xã thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp phòng bệnh và chăm sóc vật nuôi, đồng thời tổ chức tốt việc tiêu độc khử trùng chuồng trại, kết hợp với tiêm phòng vaccine phòng bệnh. Đối với các địa phương có dịch phải thực hiện nghiêm túc 5-0, không giấu dịch, không mua bán vận chuyển châu bò bệnh chết, không giết mổ tiêu thụ, không vứt xác châu bò chết ra môi trường để sớm khống chế và dập dịch.